Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch ha, một cái mẫu mạch đời mới ha, mạch cực hot luôn ha, có nhiều cái bước đột phá và có nhiều công mượn mới ha, được kết hợp trong một cái bo mạch ha, cái giải pháp hoàn thiện hết tất cả trong một bo mạch thôi. Đây nó có nhiều cái bước đột phá như vậy, như ở đây là sử dụng là EW5B, hai cái cần chỉnh sấp ha, chỉnh cực nét luôn ha, đó mình có thể đẩy bát sâu như âm sấp luôn, đẩy bát sâu như âm sấp luôn. Rồi cần chỉnh lò trung, hai cần chỉnh rét, nó chỉnh cực nét luôn ha, chỉnh cực nét tầng trung và tầng rét luôn. Đây có hai cái hàng led nhấp nháy để đáp ứng theo nhạc, để mình biết mình chỉnh, mình canh mình chỉnh cho nó hợp lý ha. Rồi đó là cái đầu tiên, chuyển qua là reverb echo, đây là reverb echo chuyên nghiệp ha, nó đang sử dụng một cái chip lập trình chuyên dụng ha, sự chuyên dụng. Rồi